Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình khi mình chơi game Tích Vua 3 anh em ơi. Ok nha, và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi solo nha. Tình hình mình đang gà quá, cùi bắp quá anh em ơi. Thật rồi, solo thì bây giờ mình sẽ chọn cái chiến thuật nào đây, nó mới update anh em ơi. Tôi đang suy nghĩ chơi chiến thuật nào đây các bạn ạ. Trận này thì mình sẽ chơi cung băng đi. Trận này đã thấy chơi cung băng anh em nha. Hợp lý đấy, mang cung băng đi này. Set mang set không mang set không xong mang set quýnh cho hỏng người không. Cung băng này từ từ mang cung vàng đi nha, chẳng được chơi cung vàng. Cung băng và cung vàng em ơi, cung vàng băng thì hơi bị phê luôn đấy các bạn ạ. Rồi có mang đóng băng không, có mang đóng băng không? Rồi chúng ta sẽ bỏ cái phù thủy đi nha, không cần chơi phù thủy nữa, mang phù thủy hồi máu thôi, mang cái hồi máu này đi nữa. Từ từ mang cái này đi cho thốn các bạn. Mang cái này đi cung điện. Cung băng và cung điện anh em ơi. Úi trời ơi. Đâu? Cung băng, cung điện và cung vàng, ok anh em nha. Rồi lần này thì mình sẽ quyết đấu với bạn. Đó chính là bạn đâu? VN09. Lô em. Đạt XL hả? Ừ. What? Ôi, ghê. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đấu với... Ok các bạn, vào ngày hôm nay mình sẽ đấu với bạn VN009, chính xác là Đạt XL các bạn ạ. Một thanh niên chơi cực kỳ hay và mình đã thua thanh niên này rất là nhiều lần rồi anh em ạ. Đau đớn. Ok anh em. Đạt XL đổi tên thành VN009 và Nhân BB mang cung băng em ơi. Không biết tình hình và đấu này sẽ thế nào và sẽ đi về đâu anh em ơi. Trận này tôi mang cung vàng đi anh em ạ, chơi ngầu luôn. Cung vàng 600 vàng anh em ơi, 600 vàng và 200 kim cương anh em nha. Xin một dân đa. Solo điều cung với Đạt XL lại một cái gì đó nó căng thẳng em ạ, nó khó khăn cực kỳ luôn. Nhưng mà tôi không sao, vẫn cứ chơi, đã không chơi thôi, chơi là phải chất anh em nha. Đã không chơi thì tôi chơi là phải chất luôn. Ui thiếu vàng chết rồi. Trận này lỗi rồi, đáng nhẽ phải xin hai dân trước, hai dân đào vàng, hai dân đào kim cương nó mới phải chứ. Rồi bây giờ là toang rồi, đủ kim cương rồi, cho thanh niên này đào vàng nhanh lên nào. Trời ơi, toang rồi. Đạt XL, VN009 anh em ơi, nó chơi khô máu quá anh em ạ. Chơi vậy ai chơi em ơi. Rút quân, thua rồi, ngáo rồi anh em ơi. Toang rồi, lại xin thêm dần, trận này thua rồi. đấu với Đạt XL mà, đấu kiểu này là thua chắc rồi anh em ạ, không biết Đạt nó sẽ chơi cái quân gì đây. Tôi đang rất băn khoăn, không biết anh em ạ, 600 vàng mới có được một cái cung ạ, thôi xin một thằng cung thường ra trước cho lành. Thủ anh em ạ, thủ trước đã, xin một cung thường trước ra thủ anh em nha. 200 kim cương chúng ta sẽ xin được cung vàng em ạ. Cứ bình tĩnh, không đi đâu mà vội anh em nha. Nhưng mà cũng căng lắm. Xin được một cung thường em ơi. Rồi, bắn đấy. Tấn công. Đạt XL. Ui giời ơi, hai kiếm sĩ luôn bạn ơi. Rồi, hay đấy. Có cơ hội nha, bình tĩnh nha. Xin một cung vàng anh em ơi. Có cơ hội anh em nha. Bắn đấy, tấn công đấy, ui đóng băng á. What, thanh niên này đóng băng mình luôn anh em ơi. Thôi xong rồi. Toang rồi. Toang rồi em ơi. Em chơi vậy ai chơi em ơi. Thôi thôi, còn chết thêm một thực dân nữa. Căng nhè, được đấy. Được đấy em của anh ạ. Được đấy em ạ. Ôi mình không mang đóng băng rồi anh em ơi. Mình có mang tiên xét nhưng mà mình không mang đóng băng rồi. Không sao, bình tĩnh. Chưa nói nên được điều gì anh em nha. Cung vàng đang được xin ra anh em ơi. Tôi đã có được một cung vàng anh em ơi. Được em ơi. Kia. Bắn tiên xét à? Ủa, không bắn được tiên xét này. Rồi, chạy đi đâu. Hai thanh niên ngon. Bình tĩnh nha, không đùa đâu. Cẩn thận, hy sinh luôn thanh niên cung vàng chứ đừng đùa. Cho thêm cung thường lần nữa. Gọi thêm cung thường lần nữa anh em ạ. Càng quá. Không vội vàng nha. Thử ra xem nào. Ui, bình tĩnh, có mang tin xét không ta? Ui, 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 ui,
rồi. What the hell? Xong rồi. Toang rồi, hay quá anh em ơi, hay quá anh em ơi. Hồi máu, cứu tôi anh em ơi. Cứu tôi. What? Cứu tôi. Rồi đây của em đây, có set tặng em luôn này. Càng quá các bạn ơi. Càng chưa. Hồi máu khẩn trương cho cung vàng nào. Các pháp sư rồi. Ôi trận này không mang băng mà team bạn lại chơi kiếm sĩ thế này có chết không chứ. Toang thực sự anh em ơi. Toang rồi. May quá mà không sao em, tí nữa thì toang. Bây giờ phải tập trung xin quân ra. Nhanh khẩn trương. Công luôn. Cung vàng đuôi với đây. Bắn nó. Chạy đâu. Yes. Cứ bình tĩnh em nha. Từ nó khéo lại bị cú lừa anh em ạ. Biết ngay mà khéo lại bị cú lừa mà. Lần này thì anh không bị lừa đâu em ơi. Xin thêm quân ra. Chiếm cái chỗ này đã, không cho bạn ấy lấy cái chỗ này của mình anh em ạ. Lần này mình công nha. Được rồi, anh ui. Anh công với em luôn. Ui, đóng băng của hay thế anh em ơi. Ui, xét rồi. Ui, đóng băng của hay quá anh em ơi. Thôi chơi rồi, xong rồi. Lại chạy anh em ơi. Rút quân. Phòng thủ. Ui. Căng thực sự anh em ơi. Căng quá. Đồng dân này về thành. Căng quá các bạn ạ. Bánh hay lắm. Rồi ơi. Này thì em ơi. Ui. Đặt vòng rồi. Căng quá anh em ạ. Căng ơi. Ui, đánh hay chưa? Đánh hay lắm. Trời ơi, mấy thanh niên đánh ghê lắm anh em ạ. Không đùa đâu nha. Tấn công. Xin lên quân nào. Mẹ set của mình sao không đặt được nhỉ? What? Set của mình không đặt được nhỉ? Ôi, mình đặt của set ngu rồi, đặt của set ngu rồi anh em ơi. Hy sinh thằng cung vàng mất rồi. Kiếm sĩ của bạn ấy rất là trâu anh em nha. Rồi mình toang hết dân rồi anh em ạ. Tấn công anh em. Càng quá bạn công mình liên tục anh em ơi. Ui, ghê. Tấn công. Mình không mang băng đi, mình mang băng ngon không? Trời ơi, cay quá anh em ơi. Chuẩn bị tinh thần mà lùi về rút quân nha. Xong rồi, trận này là xong rồi. Đóng băng toàn tập rồi, hy sinh rồi. Hy sinh rồi anh em ạ, hy sinh rồi. Ê, ghê vãi luôn, trời hay quá các bạn ạ. Thôi, xác định ván này là thua toàn tập các bạn nha. Không có cửa thắng với đạt XL rồi, đánh hay lắm. Mình lỗi quá, mình không mang băng đi. Ôi trời. Ghê gớm thật anh em ạ. Anh em thấy chưa, mấy bạn ở đây chơi hay lắm. Không đùa được đâu. Toang. Thua thất bại các bạn ơi. Rồi của đấy mình ngu quá anh em ạ. Mình không mang băng đi, đạt XL nó chơi hay lắm. Thấy chưa các bạn, thấy chưa. Trong đây toàn bạn chơi hay thôi nha. Hay quá em ơi. Hay quá. Chắc có lẽ là mình phải đổi chiến thuật với bạn đạt XN các bạn ạ. Đấy, XN là một thanh niên nó chơi cực kỳ VIP luôn. Nhưng mà mình tin là mình sẽ win được nha. Các bạn phải tin tôi. Ok các bạn nha. Rồi tôi sẽ đổi một cái chiến thuật khác với đạt XN, không chơi cung vàng nữa. Này, không chơi cung vàng nữa, chơi với đạt XN. Chúng ta phải chơi cái kiểu lay. Chơi kiểu lay anh em ạ. Thì nó mới ok được. Tôi phải mang cái thanh niên phòng thủ này đi. Tuổi gì em ơi. Có cần mang xe không ta? Mang xét mình đặt ngu quá. Được anh em, để tôi thì bình tĩnh nha. Mang cái gì đi, mang băng đi. Đạt nó chơi băng hay lắm cơ. Rồi thế nó còn chơi băng hay chứ. Không mang cái tia xét nữa anh em ạ. Từ từ em ơi. Để anh chọn đội hình, anh đấu với anh Đạt thêm phát nữa đã. Anh cày nó quá đây. Hey. Ok các bạn nha, thì cái video của mình xin được tạm dừng tại đây đi. Để cái video mình đấu với thanh niên Đạt lần sau nha. Mình sẽ cố gắng win cho anh em xem nha. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo của Nhân BB. Hôm nay thua nhục quá anh em ơi. Ok, chào anh em nha. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha.